Thằng Tâm cái đó nó cọc cần, sợ số này con Hồng bị nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu Trần. Thank you.
sớm kết gặp gần trên mẹ quý em. Đi qua phà anh nhìn theo con nước lớn, có dòng nào về chợ mới đầy thắm mê. Ở dòng giờ làm thương si tánh thiền lành được đồng đội thương dân quy. Nghe nói chưa tròn câu chi quay đầu trên tay mẹ ngừng lại, nhìn vào đôi mắt em mẹ sung lòng em không sao mất anh, hơn năm